cũng có duyên lành có Phật tử tề tự đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Thường thường đó, chúng ta thường cầu cho người chết, nhưng mà theo đạo Phật chánh cống đó thì cầu cho người sống, chứ người chết thì nó mơ hồ lắm. Nhưng mà cái chết với cái sống không phải là hai, nhưng Phật tử thường phân là hai. Thì hôm nay tôi muốn làm sáng tỏ cái đó. Hãy sống làm sao thì chết như vậy. Sống dính mắc với cờ bạc thì sống là thường thường sanh vào cảnh giới gia đình cờ bạc. Sống mà còn nhậu nhẹt, ăn thịt uống rượu thì sẽ sanh vào gia đình của người nhậu nhẹt. Còn sống mà giữ năm giới cho tròn thì sanh về cõi trời dục giới. Mà có phát nguyện nữa thì sanh về hạ phẩm cõi cực lạc. Còn nếu giữ tám giới đó thì sanh về cõi trời sắc giới. Mà phát nguyện nữa thì sanh về cực lạc hạ phẩm trung sanh. Còn nếu giữ mười giới, tu đắc tứ thiền tứ không, thì sanh về cõi trời vô sắc. Còn phát nguyện thì sẽ được sanh về hạ phẩm thượng sanh. Đại khái là như vậy. Đạo Phật rất thực tế. Hồi nãy có mấy cái bài tác bạch đó, rồi quý sư chỉ dạy coi tụi con phải làm gì để cầu an và cầu siêu cho cha mẹ đã quá cố. Thì cái đó chỉ còn tụng kinh và niệm Phật hồi hướng thôi. Nhưng mà nó không thiệt tế mấy. Bởi vì chúng ta chưa đắc quả, chúng ta không biết cái vong của cha mẹ bây giờ về đâu. Chỉ có những lúc trong gia đình nằm chiêm bao thì cha mẹ có thể hiện hồn về. Nhưng mà cái đó không thực tế mấy. Vì nhất chiêm bao nó có nhiều trường hợp lắm. Chúng ta qua cái tiến trình năm uẩn, có khi chiêm bao là do năm thức đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi nó phát hiện. Có khi là do thức thứ sáu, cái này là phức tạp nhất nè. Có khi là do thức thứ bảy, có khi do thức thứ tám. Hai cái này ít khi hiện chiêm bao. Ở chiêm bao thì chúng ta sẽ được linh ứng ngay trong cuộc sống. Thành ra vấn đề chiêm bao đó thì chỉ có Như Lai mới hiểu rành thôi. Còn chúng ta nhờ duy thức học, chúng ta có thể hiểu phần nào, đoán định theo cái tiến trình của sắc vững là sắc thân, năm thức đầu là thọ quẩn, và tư tưởng là thức thứ sáu, và mạt na thức thứ bảy, và ý chí đó. Còn thức thứ tám ai lại gia thì mạt na với ai lại gia là không bao giờ chết, nó chuyển biến nó liên tục. Còn sát thân, cảm thọ và tư tưởng phải gián đoạn khi chết. Thì còn lại cái linh hồn là ai lại gia, tức là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, chủng tử và phước báo còn chứa lại trong linh hồn dưới hình thức chủng tử. Còn ý chí là mạt na, tức là những cái tính toán, so đo, quyết định để hành động tạo nghiệp. Vì mấy cái này Phật tử phải nghe đĩa tôi nhiều lần. Thì còn lại có hai cái này thôi, tức là còn lại nghiệp và linh hồn. Ở ngoài quý vị thường kêu vậy đó, thì nó còn hai cái này thôi. Mà hai cái này phức tạp ạ. Chúng ta phải ngồi thiền cho sâu thì chúng ta mới hiểu được. Thành ra tôi giảng về hiện tại. Chúng ta sống, chúng ta dính mắc vào cảnh giới nào thì cha mẹ chết sanh về cảnh giới đó. Thì chúng ta đoán lúc còn sanh tiền. Còn muốn cha mẹ được siêu thì siêu trong lúc sống. Còn chết được quý sư cầu đó thì 10 phần được 3 phần thôi. Còn con cái cũng vậy, cầu cho cha mẹ 10 phần, cha mẹ hưởng 3 phần, mình hưởng tới 7 phần. Thì cầu có một là kinh sám hối, và quan trọng nhất là kinh Địa Tạng. Nếu mình thấy cha mẹ hiện về mặt buồn rầu khóc lóc thì đây là cha mẹ ở bốn đường ác. Và trong lúc còn sống mà cha mẹ ăn thịt uống rượu cờ bạc không giữ giới thì tất nhiên chết tại cảnh giới xấu thôi. Thành ra lúc còn sống mà khuyên cha mẹ là cái cầu an và cầu siêu thực tế nhất. Thực tế nhất. Thì quý vị phải nhớ, ai còn cha mẹ thì cố gắng làm ngay bây giờ, hết sức mình. Còn nếu mình khuyên không nổi nữa thì ta nói áo mặc sao qua khỏi đầu. Con mà khuyên cha mẹ khó lắm. Thì nếu người con thông minh thì còn nhiều cách. Nhờ quý sư cô,
nhờ các nhà sư có giới đức, nhờ quý thầy đến nhà khuyên, mà cha mẹ không thích đến nhà, thỉnh đến tịnh xá, không thích đến tịnh xá chùa nữa, thì mình có thể dấu diệu cho mẹ xin về trai tăng. Mà cha mẹ không cho nữa thì đừng có cưỡng, thì mượn băng về cho cha mẹ nghe. Cha mẹ không nghe nữa thì mình phải có hiếu hơn nữa, chiều hết cha mẹ. Chiều không phải là chiều luôn, chiều để lấy lòng cha mẹ, cho cha mẹ thương mình. Rồi trong lúc cha mẹ vui mình năn nỉ, thì một lần không được thì 10 lần. Thì không ai mà lòng sắt đá bao giờ. Mà muốn nói cha mẹ nghe thì tất nhiên mình phải là người con giữ tròn 5 giới. Thì cái giới hạnh mình làm cha mẹ cảm động, làm cha mẹ cảm thấm lâu như đá mà chẳng trừ lọ ai. Chúng ta hồi học nhị thập tứ hiếu đó, thì thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa. Nó xót nhà quyên quạnh quẻ đã lâu, mà thờ cha sớm giếng quê hầu, chẳng may mà gặp phải mẹ sau nồng nàn. Thì chúng ta biết Mẫn Tử khiêng rồi đó. Thì hồi lúc sớm là mẹ chết, người cha mới lấy người vợ bé sanh được 2 đứa con. Thì ta nói mấy đời mà đúc có xương đó, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Thành ra bà vợ trước có đứa con thì bị hành hạ, làm cực khổ suốt ngày, mà cái mảnh áo thì te tua hết. Còn 2 đứa em con ruột của bà thì mặc áo bông kết gấm. Thành ra khi đó đẩy xe làm ruộng ở ngoài thì rung quá mới té chết giấc. Thì người cha mới thấy, nhìn cái biết là trời lạnh như thế này, nó mặc áo te tua như vậy, nó làm sao chịu nổi. Ông mới dự giận quá về cái cắt đứt cắt dây sướng tỳ, là phu sướng phụ tỳ, vợ chồng từ nay không còn, đuổi bà vợ bé đi. Thì xa nước mắt chân quỳ miệng gửi, miệng xin cha xét lại nguồn cơ. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi luống những cơ hàng cả ba. Cha nghe nói cũng xa giọt tuổi, mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa. Cho hai hiếu cảm nên từ, thấm lâm như đá chẳng trừ lọ ai. Thì Mẫn Tử mới quỳ xuống lại cha. Nếu mà cha đuổi mẹ con đó, mẹ con còn ở đây mẹ ghẻ mà, thì mặc dầu con mình con chịu cực mà 2 đứa em được ấm cúng. Mà cha đuổi đi rồi cả ba đều cực hết. Mặc dầu là em ghẻ nhưng mà ổng thương rất mực như thương em ruột. Thì cha nghe nói cũng xa giọt tuổi, người cha nghe khóc. Mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa. Mình đối xử một cách tàn tệ với nó mà nó đối xử mình rất là có hiếu. Thì từ nay bà coi như con ruột bà, gia đình nó ấm cúng. Thì chúng ta thấy nhờ cái gì? Nhờ cái cuộc sống của mình. Cuộc sống mình chứng tỏ hết. Thành ra muốn độ cha mẹ là phải độ bằng thân giáo. Chính mình phải giữ 5 giới. Chính mình phải ăn chay. Chính mình phải có cuộc sống gương mẫu trong gia đình. Thì cha mẹ cũng phải cảm cái đức mà nghe lời con. Còn đứa con về nó nghênh ngáo nghênh ngang mà ngang ngang mà khuyên cha mẹ làm sao khuyên được. Muốn khuyên cha mẹ phải khuyên mình trước. Rồi sau đó nhờ cái đức của các sư, các thầy, quý sư cô, thì mai ra mình độ được cha mẹ. Thì quý vị nó không độ được, tôi thấy không có vấn đề đó. Không có ai mà cứng như đá. Mà cứng như đá, nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn. Mình cứ bền bỉ đi rồi cha mẹ mình sẽ quay đầu. Mà trước tiên là phải mình quay đầu trước. Mình về Phật Pháp mà hiểu Phật Pháp cho nhiều. Rồi mình nói riết là cha mẹ cũng phải siêu thôi. Còn hồi lúc sống thì bỏ bê cha mẹ lo đi làm ăn, rồi lo đi chạy mánh, rồi để rồi cha mẹ chết là khóc lóc, rồi sưng mặt sưng mài. Cái đó là bất hiếu, cái hình thức thôi, để mà gạt người ngoài đời. Chúng ta thường thường rất sợ dư luận, mà chúng ta không sợ mình. Mình làm cái gì đó có thể dư luận không biết, mà mình biết là đủ chết rồi. Thành ra chỉ sợ mình, cuộc đời này không sợ Phật, Phật đâu có làm gì mình được. Không sợ công an, không sợ dư luận, mà sợ chính mình. Nếu mình không sát sanh trộm cắp tà dâm thì công an nào mà bắt vớ mình. Còn mình sát sanh trộm cắp tà dâm, mình cầu Quan Âm tha thứ cho mình, thì có công an tha thứ mình chứ không có Quan Âm nào hết đó. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cuộc sống chúng ta phải lấy dưới lực làm thầy.
Mà Đức Phật đã nói giới luật là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả mọi chúng sanh. Khi Phật tịch diệt rồi, A Nan mới bạch, khi mà Như Lai chết, tụi con lấy ai làm sư phụ? Thì Đức Phật trả lời, lúc ta còn sống, ta cũng không phải là sư phụ các con. Ta cũng giữ giới luật làm thầy, chính ta cũng giữ giới như các con vậy thôi. Giới luật là thầy chung của ba đời chư Phật. Thì còn ta, mấy con cũng phải giữ giới, ta cũng giữ giới. Mà ta chết đi thì giới luật là đời đời bất diệt. Các con cứ ôm giới luật là vĩnh viễn, các con sẽ đi đến quả Niết Bàn. Thành ra trước khi tịch khỏi khỏi thế mà vào Niết Bàn, Đức Phật Tổ có khuyến khích chư Tăng Ni mấy lời này. Khi ta từ giả chư đệ tử, chớ nói rằng ta nhập Niết Bàn là ta để hết bảo hộ không. Không, ta để luật lại, giới luật lại nó sẽ ủng hộ cho. Hãy coi giới luật là thầy mãi. Bao giờ luật của ta còn trì giữ thì đạo Phật còn tỏ rõ và thạnh hành. Nếu chư đệ tử giữ giới mà làm cho đạo sáng và thạnh thì sẽ hữu Niết Bàn. Còn để cho đạo tắc mất thì trần thế sẽ bị chôn trở vào nơi hắc ám, cũng như lúc mặt trời lặn buổi chiều. Hãy giữ giới cho kỹ, hãy hội họp lại mà đọc giới bổn theo như ta đã dạy, ráng bảo tồn nó vì nó giúp ích cho chúng sanh, giúp cho tiến theo nẻo Phật. Đó là cái lời dạy. Sáng người sư mới đọc giới cũng đọc cái bài kệ đó, một tháng phải hai lần đó. Thì Phật tử cũng lấy cái đó làm thầy, mà Đức Phật Thích Ca cũng lấy cái đó làm thầy. Cái đó không bao giờ chết, sẽ bảo vệ quý vị đi tới cõi trời, cõi A-la-hán và Như Lai. Thì chúc tôi truyền giới là truyền cái đó đó, chứ không phải truyền giới là bắt quý buộc theo tôi. Theo tôi là ngu. Mà tôi chấp nhận quý vị là Phật tử mà tôi không cho đi đâu hết, thì tôi nhốt quý vị ở tù, thì tôi giữ tù, thì quý vị ở tù trong, tôi ở tù ngoài. Cái đó là dại dột. Mình không có đệ tử ai hết đó. Cũng không phải đệ tử Thích Ca, cũng không phải đệ tử Di Đà. Mình đệ tử của giới luật. Ai mà bảo vệ cho mình, ai mà đưa mình tới Niết Bàn thì đó là thầy thiệt của mình. Mà ai đưa mình tới Niết Bàn? Không ai đưa đó. Bây giờ quý vị không giữ giới mà ông Phật Thích Ca, Phật Ca Di Đà mà tiếp dẫn quý vị về Cực Lạc, tôi xin xuống địa ngục. Mình muốn về Cực Lạc ít nhất là mình cũng phải nhất niệm. Khỏi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là còn tạp niệm. Niệm Phật khỏi đếm còn tạp niệm. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Đây là nhất niệm. Mà muốn niệm được vậy thì phải làm sao? Phải giữ giới. Không giữ giới mà đi sát sanh trộm cắp ngồi xuống làm sao niệm cho nhất niệm được. Thành ra giới là cái nền tảng. Giới còn thì đạo Phật còn, mà giới mất thì đạo Phật phải mất.